chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với chương trình Hóa học cơ bản 10. Hôm trước thì cô cùng với các em chúng ta đã học bài liên kết y âm trong cái chuyên đề tiếp theo của chúng ta đang tìm hiểu, đó là chuyên đề về liên kết hóa học. Như hôm trước thì cô cũng đã nói là trong cái chuyên đề này thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hai loại liên kết cơ bản, đó là liên kết y âm và liên kết cộng hóa trị. Thế liên kết y âm thì cô xin được nhắc lại, đó là bản chất của liên kết y âm chính là lực hút tĩnh điện giữa một bên là y âm dương hay còn gọi là cation và một bên là y âm âm hay còn gọi là anion. Khi mà chúng ta tạo ra được một bên là y âm âm và một bên y âm dương thì chúng sẽ hút nhau bởi lực hút tĩnh điện. Thế thì ngày hôm nay của cô thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một loại liên kết khác, đó là liên kết cộng hóa trị. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau thảo luận một chút về một vài những cái vấn đề mà chúng ta sẽ quan tâm nhé. Thứ nhất là ở bài ngày hôm trước thì chúng ta cũng đã biết là liên kết y âm ấy thì được hình thành bởi hai y âm hút nhau, đó là cation và anion. Đối với trường hợp của nguyên tử kim loại mạnh thì ta thấy rằng nó sẽ có xu hướng nhường electron, trong khi đối với nguyên tử phi kim mạnh thì xu hướng của nó sẽ là nhận electron. Và khi nhường hoặc nhận như vậy thì các nguyên tử kim loại và phi kim này sẽ trở thành các ion dương hoặc là ion âm, đúng không ạ? Hay còn gọi là cation và anion. Và khi hình thành cation và anion thì các cation và anion này sẽ hút nhau tạo ra một loại liên kết, người ta gọi đó là liên kết y âm. Thế nhưng vấn đề đặt ra của chúng ta bây giờ là nếu như tôi xuất hiện hai nguyên tử đều là phi kim, một nguyên tử phi kim, một nguyên tử phi kim, và rõ ràng cả hai nguyên tử phi kim này đều có xu hướng nhận electron, vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng không thể hình thành một y âm là dương và một y âm là âm ở đây được, đúng không ạ? Bởi vì cả hai nguyên tử phi kim này đều có xu hướng là nhận e. Nếu hình thành y âm thì chúng sẽ đều nhận e và tạo thành là anion. Vậy thì đương nhiên là nếu cả hai đều là anion thì không thể hút nhau, đúng không ạ? Vậy thì đương nhiên sẽ không hình thành nên liên kết y âm được. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ xem nếu trong trường hợp hai nguyên tử này là phi kim thì sẽ xảy ra tình trạng gì? Thì các em sẽ thấy rằng cả hai nguyên tử phi kim bây giờ sẽ không tham gia quá trình nhận electron nữa. Không nhận electron nữa. Mà chúng sẽ tham gia một quá trình khác đặc biệt hơn, đó chính là quá trình góp electron. Hai nguyên tử này sẽ cùng nhau góp electron và tạo nên một loại liên kết mới mà bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu, đó chính là liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị. Để có một ví dụ thực tế hơn, chúng ta sẽ đi vào ví dụ sau đây của cô nhé. Bạn A có 30.000 đồng, bạn B có 20.000 đồng và cả hai bạn đều rất muốn mua một cuốn sách. Cuốn sách đó có giá 50.000 đồng. Vậy thì nếu đối với số tiền của từng bạn thì chúng ta không thể tự mua được, đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta góp vào mỗi người một ít, một bạn 30, một bạn 20 và tổng là 50, thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể mua được cuốn sách đó. Và khi mua được cuốn sách đó rồi thì chúng ta sẽ dùng chung cuốn sách đó với nhau. Ví dụ như ở đây cô biểu diễn, các em có thể thấy ở dạng hình học là cả hai nguyên tử chúng sẽ góp electron và dùng chung cái electron mà đã góp đó, được không ạ? Thế thì đấy là một trong những ví dụ mà để các em cảm thấy một cách trực quan về cái việc đó là các nguyên tử sẽ góp electron và dùng chung. Thế thì các bạn sẽ thắc mắc là thế bây giờ các nguyên tử ấy sẽ góp trên cái nguyên tắc nào? Thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể như sau. Có hai mục tiêu mà chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là góp electron để làm gì? Và thứ hai đó là mỗi người phải góp bao nhiêu, đúng không ạ? Mỗi nguyên tử phải góp bao nhiêu electron thì để đảm bảo được là cái sự hình thành liên kết đó nó sẽ tạo ra một liên kết bền vững và cái sự bền vững là cho cả hai nguyên tử, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem xét nhé. Góp electron để làm gì? Thì nguyên tắc ở đây chúng ta là hai nguyên tử sẽ góp electron làm sao cho để
sau khi góp thì xung quanh của một nguyên tử sẽ có 8 electron hoặc là 2 electron đối với trường hợp của nguyên tử hydro. Còn đối với các nguyên tử khác, để đảm bảo rằng sau khi góp chung xung quanh chúng, xung quanh một nguyên tử sẽ có 8 electron. Tại sao ạ? Bởi vì 8 electron chính là cái cấu hình bền vững và bão hòa mà của khí hiếm mà các nguyên tử muốn hướng tới, đúng không ạ? Thế bây giờ lại hỏi là góp bao nhiêu electron thì đủ? Vậy thì dựa trên những cái hiểu biết thì chúng ta sẽ tính được ngay, đó là mỗi một nguyên tử sẽ góp số electron chính bằng con số 8 này trừ đi số electron lớp ngoài cùng mà chúng đang có. Cô lấy ví dụ như lớp ngoài cùng chúng đã có 5, vậy thì chỉ cần góp mấy ạ? Chỉ cần góp 3 thôi. 5 đã có và góp thêm 3 thì lát nữa nó sẽ thành 8. Khi mà đi vào ví dụ cụ thể thì cô sẽ nói rõ hơn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ nắm được nguyên tắc nhé. Đó là góp bao nhiêu e thì chúng ta sẽ lấy số 8 trừ đi số electron ở lớp ngoài cùng, được không ạ? Chỉ đấy chính là hai nguyên tắc khi mà chúng ta tham gia góp electron. Ngay bây giờ thì cô cùng với các em chúng ta sẽ cùng nhau đi viết sự hình thành của liên kết cộng hóa trị trong một số các phân tử quen thuộc để chúng ta có thể nắm được cái cách làm và nguyên tắc làm ở những cái bài toán tương tự như vậy nhé. Phần thứ nhất, mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị. Và phân tử đầu tiên dễ nhất đó chính là phân tử hydro. Tại sao lại là phân tử hydro ạ? Bởi vì hydro là một cái nguyên tử mà nó chỉ có một electron thôi, một electron và cũng chính là một electron ở lớp ngoài cùng. Và vì thế chúng ta sẽ bắt đầu đi triển khai ở phân tử này đầu tiên. Bước thứ nhất, chúng ta cần phải viết cấu hình electron của nguyên tử. Chúng ta trong phân tử ví dụ có hai nguyên tử hoặc ba nguyên tử thì chúng ta sẽ phải viết cấu hình electron nguyên tử của các cái nguyên tử phi kim này ra. Tại sao chúng ta lại phải làm thế ạ? Mục tiêu ở đây không phải là kiểm tra cấu hình electron nguyên tử, mà chúng ta cần phải xác định được số electron mà các nguyên tử đó sẽ tham gia góp chung. Cô, như lúc trước cô đã nói rằng là chúng ta cần phải biết mỗi một nguyên tử góp bao nhiêu electron. Vậy thì ở cái phần viết cấu hình electron nguyên tử này, mục tiêu của chúng ta cần đạt được đó là cần xác định xem nguyên tử đó cần góp bao nhiêu electron vào quá trình hình thành liên kết cộng hóa trị. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Hydro có số hiệu nguyên tử là 1 và đương nhiên cấu hình electron rất đơn giản, 1s1. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử quay lại nguyên tắc này. Góp bao nhiêu? Thế thì ở đây ấy, cô có viết rằng là 8 trừ đi số electron lớp ngoài cùng. Thì đấy là công thức chung cho tất cả các nguyên tử, nhưng lại không nói đến hydro. Bởi vì ở phía trên cô đã nói rồi, đó là chúng ta góp để làm gì ạ? Góp để cho xung quanh một nguyên tử sẽ có 8 e, hoặc xung quanh một nguyên tử đó sẽ có 2 electron đối với trường hợp của hydro. Có nghĩa là hydro chỉ cần xung quanh nó có 2 electron là nó đã bền vững rồi, chứ không cần thiết phải là có 8 electron. Bạn hình dung không ạ? Có nghĩa là hydro thì chỉ cần xung quanh có 2 electron thôi. Chính vì vậy, chỗ này thì chúng ta sẽ lấy 2 trừ đi số electron lớp ngoài cùng, thực ra là nó chỉ có 1 thôi, đúng không ạ? Thì 2 trừ đi 1 nó sẽ ra 1. Vậy thì hydro sẽ chỉ góp 1 electron. Đấy là về mặt nguyên tắc. Ngoài ra chúng ta có thể lý luận này, bởi vì bạn ấy chỉ có mỗi 1 electron thôi, cho nên hydro bắt buộc chỉ có thể góp 1, không thể nào góp nhiều hơn được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta ở đây sẽ có một cái, đó là góp 1 electron. Sau khi xác định được nguyên tử phi kim của chúng ta cần góp bao nhiêu electron thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó chính là viết sơ đồ góp chung electron và tạo ra một công thức người ta gọi là công thức electron. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Mỗi một nguyên tử hydro, chúng ta sẽ viết ký hiệu hydro. Mỗi một nguyên tử hydro thì sẽ chỉ có một electron ở lớp ngoài cùng, đúng không? Và cũng chính là một electron của cả nguyên tử luôn, thì chúng ta sẽ ký hiệu bằng một cái chấm như thế này. Đối với các nguyên tử khác, ví dụ như có 5 electron lớp ngoài cùng thì chúng ta sẽ ký hiệu là 5 cái chấm, hoặc là có 7 electron lớp ngoài cùng thì chúng ta sẽ ký hiệu là 7 cái chấm. Nhưng các bạn lưu ý này, chúng ta chỉ viết ký hiệu
các cái chấm này đối với các electron ở lớp ngoài cùng, chứ không phải là viết tất cả các electron mà nguyên tử đó có, được không ạ? Ví dụ như clo nó có 17 electron, nhưng nó chỉ có 7 electron lớp ngoài cùng thôi, và vì thế chúng ta sẽ chỉ viết 7 chấm thôi ạ, chứ không phải là viết 17 chấm. Các bạn lưu ý chỗ đó nhé. Vậy hydro này chỉ có 1 chấm. Bên này một nguyên tử hydro khác, chúng ta có hai nguyên tử hydro mà đúng không? Phải tạo ra phân tử. Cũng có 1 chấm nữa, như vậy là 2 chấm đúng không ạ? Góp chung thì chúng ta sẽ nhìn thấy này, mỗi một nguyên tử hydro sẽ đưa cái electron của mình có đặt vào khu vực giữa và dùng chung. Thì chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta sẽ thấy này, xét một nguyên tử hydro thì các bạn sẽ thấy điều gì ạ? Nguyên tử hydro này xung quanh nó có mấy electron? Các bạn đã nhìn thấy ngay xung quanh nó này, cô vẽ mờ mờ nhá, xung quanh nó có 2 electron. Và cô đã nhắc từ lúc nãy đó là cứ hydro thì chỉ cần xung quanh nó có 2 electron có nghĩa là nó bền vững, đúng không ạ? Xét với nguyên tử hydro này ạ, các bạn sẽ thấy này, xung quanh nó, các bạn nhìn xung quanh nó này ạ, thì nó sẽ có 2 electron. Đây chính là 2 electron này. Và như vậy là nguyên tử hydro đó cũng bền vững. Được chưa? Thì cái công thức ở trên bảng mà có hai cái chấm ở phía giữa của hai nguyên tử hydro này, người ta gọi là công thức electron. Được chưa? Thế đấy là công thức electron. Bước thứ ba, thay một cặp electron góp chung bằng một gạch hóa trị, gạch ngang như thế này. Các bạn cứ tưởng tượng giống như là hai điểm thì nối được một đoạn thẳng. Đó. Thế thì chúng ta sẽ được một công thức khác gọi là công thức cấu tạo. Và bây giờ cô sẽ viết nhá. Công thức cấu tạo lúc này này sẽ là hai nguyên tử hydro đúng không ạ? Và thay vào đó, thay vào cái chỗ mà có hai cái chấm này bằng một cái gạch. Đó. Như vậy là ta sẽ có công thức này gọi là công thức cấu tạo của phân tử hydro. Và các bạn sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta sẽ chỉ có một cái gạch đơn như thế này thôi, cho nên người ta gọi đây là liên kết đơn. Vậy nếu trong trường hợp chỗ này có hai gạch, ba gạch thì chúng ta sẽ gọi là liên kết đôi hoặc liên kết ba, đúng không ạ? Tùy vào từng trường hợp nhá. Đó. Vậy cô nhắc lại quá trình mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử hydro thì chúng ta sẽ tiến hành qua 3 bước. Bước thứ nhất là viết cấu hình electron nguyên tử để có thể xác định được số electron mà mỗi nguyên tử phi kim sẽ góp chung. Sau khi đó chúng ta phải xác định được là nó sẽ góp bao nhiêu electron này. Sau đó sang bước thứ hai, chúng ta sẽ viết cái sơ đồ mà góp chung electron của các nguyên tử. Chúng ta sẽ vẽ các cái nguyên tử đó xung quanh là các chấm tượng trưng cho các electron. Và cô lưu ý rằng các cái chấm electron này chúng ta chỉ biểu diễn số electron lớp ngoài cùng. Sau khi mà biết là góp một e rồi thì chúng ta sẽ đặt cái electron góp chung vào giữa, khu vực ở giữa của cả hai nguyên tử. Và chúng ta bắt đầu thử xem là sau khi góp chung thì xung quanh một nguyên tử này sẽ có mấy electron, và như thế đã đảm bảo sự bền vững hay chưa. Đối với hydro thì xung quanh chỉ cần 2 electron, còn đối với các nguyên tử khác thì xung quanh cần 8 electron để đảm bảo sự bền vững. Và cuối cùng ở bước thứ ba, chúng ta sẽ thay một cặp electron góp chung này bằng một gạch hóa trị. Để cho dễ nhớ thì cô đã gợi ý là chúng ta hãy hiểu rằng đây là hai điểm nối thành một đoạn thẳng. Đó. Thì đối với những trường hợp chỉ có gạch đơn như thế này, mình gọi là liên kết đơn. Gạch đôi hoặc gạch ba thì mình sẽ gọi là liên kết đôi và liên kết ba. Được chưa? Bây giờ chúng ta hãy thử với trường hợp của phân tử nitơ, là phân tử cũng gồm có hai nguyên tử nitơ ghép vào với nhau. Chúng ta sẽ đi các bước lần lượt từ trên xuống dưới ạ. Bước thứ nhất, hãy viết cấu hình electron nguyên tử. Thì bản thân nitơ là nguyên tử nguyên tố có số hiệu bằng 7. Vậy cấu hình electron sẽ là 1s2, 2s2 và 2p3. Vậy bây giờ mình cần phải xác định xem nó sẽ góp bao nhiêu electron vào quá trình hình thành liên kết cộng hóa trị. Ta sẽ thấy này,
Nguyên tử nitơ có mấy electron lớp ngoài cùng ạ? Nó sẽ có 2 lớp electron và ở lớp ngoài cùng chính là lớp thứ 2 thì có 5 electron, đúng không ạ? 2 cộng với 3 là 5 electron. Và như vậy số electron mà nguyên tử nitơ sẽ tham gia góp chung là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta sẽ nhìn vào công thức này ạ. Góp bao nhiêu đây? Chúng ta sẽ lấy 8 trừ đi số electron lớp ngoài cùng là 5. 8 trừ đi 5 thì sẽ còn 3. Như vậy chúng ta sẽ khẳng định ở chỗ này là nitơ, mỗi một nguyên tử nitơ nhá, sẽ góp 3 electron. Ở đây chúng ta có 2 nguyên tử nitơ thì đều giống như vậy, cho nên cô chỉ biết một thôi. Đó là nitơ sẽ góp 3 electron. Bây giờ đến bước thứ 2, chúng ta bắt đầu viết sơ đồ góp chung. Đầu tiên, cô sẽ viết nguyên tử nitơ. Nào bây giờ theo các em thì chúng ta sẽ viết xung quanh nguyên tử nitơ này mấy chấm ạ? Chúng ta có viết 7 chấm không? Đương nhiên là không. Chúng ta sẽ chỉ chấm số electron là số electron lớp ngoài cùng. Tức là ở đây chúng ta sẽ có 5 ạ. 1, 2, 3, 4 và 5. Đây là nguyên tử nitơ thứ nhất. Tương tự như vậy với nguyên tử nitơ thứ hai, chúng ta cũng làm tương tự ạ. 1, 2, 3, 4 và 5. Vậy chúng ta có 2 nguyên tử nitơ, mỗi nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Góp chung thì như sơ đồ chúng ta vừa mới nói, đó là nitơ chỉ góp 3 electron thôi. Vậy là các bạn nhìn nhá, có tất cả 5, đem góp 3 thì bản thân sẽ còn giữ lại 2, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ vẽ như thế này. Nitơ này, nitơ này, dạ. Góp 3 thì cô sẽ viết như sau: góp 1, góp 2, góp 3 vào cái phần dùng chung giữa cả hai nguyên tử. Còn bản thân nitơ còn lại 2 electron giữ lại ở trong nhà. Tương tự như vậy với nitơ bên kia, có 5 electron tất cả, chỉ đem ra góp 3 electron thôi. Vậy chúng ta sẽ có 1, 2 và 3. Vậy thì ở còn giữ lại trong nhà là 2 electron. Đó. Được chưa? Các bạn hình dung được không? Nhớ nhá, chỉ góp 3 thôi, còn giữ lại 2. Thế thì bây giờ chúng ta lại quan sát xem là sau khi góp chung thì mỗi một nguyên tử nitơ này xung quanh nó có bao nhiêu electron. Bây giờ chúng ta hãy thử xem xét nhá. Nguyên tử nitơ thứ nhất ạ, xung quanh nó đây ạ, toàn bộ khu vực xung quanh nó đây. Các bạn sẽ nhìn thấy nha. Đó. Có mấy electron ạ? 2, 4, 6 và 8 electron. Như vậy là bền vững. Tương tự như vậy với nguyên tử nitơ bên kia, chúng ta sẽ xem xét xem xung quanh nó có bao nhiêu electron. Thì chúng ta sẽ thấy là cái khu vực xung quanh nó đây ạ. Đấy. Sẽ có, cũng có 8 electron. Như vậy là bền vững chưa ạ? Hoàn toàn bền vững. Và bây giờ cái công thức này người ta sẽ gọi là công thức electron. Vậy nếu muốn viết công thức cấu tạo thì chúng ta sẽ làm thế nào? Công thức cấu tạo của viết tắt, chúng ta sẽ thay một cặp electron góp chung bằng một gạch hóa trị. Vậy ở giữa chúng ta sẽ có mấy gạch nhỉ? Một gạch, hai gạch và ba gạch, đúng chưa ạ? Đây, một gạch, hai gạch và ba gạch. Như vậy chúng ta sẽ có liên kết gì nhỉ? Ở đây có ba cái gạch, vậy ta sẽ có liên kết ba. Đấy là mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử nitơ. Được chưa? Và ở đây các em đã có thêm một khái niệm nữa, đó chính là liên kết ba này. Đúng không? Các em thấy có dễ không ạ? Rất là dễ, chúng ta cứ bám sát theo các bước mà cô hướng dẫn thì hoàn toàn có thể làm được, không có vấn đề gì. Bước 1 sẽ là viết cấu hình để xác định xem nguyên tử đó cần góp bao nhiêu electron. Bước thứ 2 chúng ta bắt đầu viết sơ đồ góp chung dựa trên cái việc mà chúng ta đã xác định khi nãy. Và bước thứ 3 là viết công thức cấu tạo. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang một vài những ví dụ khác để các em có thể có những cái hình dung rõ nét hơn nhé. Sau đây thì cô cùng với các em chúng ta sẽ cùng nhau đi viết sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong một phân tử nữa, đó chính là phân tử hydrochlorua, đúng không ạ? Phân tử hydrochlorua thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ gồm có hai nguyên tử
khác nhau, đó là nguyên tử hydro và nguyên tử clo. Thế thì từ nãy đến giờ chúng ta đã viết sự hình thành lên kết cộng hóa trị trong các cái phân tử mà có hai nguyên tử giống nhau, còn trong trường hợp này là hai nguyên tử khác nhau, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiến hành các bước lần lượt như là ban nãy cô đã nói nhé. Ban đầu là chúng ta sẽ xác định xem là hydro có cấu hình electron nguyên tử sẽ là 1s1, clo có số lượng nguyên tử 17 thì sẽ có cấu hình electron nguyên tử là 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p5. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải xác định xem các nguyên tử này sẽ tham gia góp bao nhiêu electron trong quá trình hình thành liên kết cộng hóa trị, đúng không ạ? Hydro thì đương nhiên là sẽ góp 1 electron, đúng không ạ? Trong khi đó thì clo, chúng ta hay thử phân tích này, nó có 3 lớp electron lần lượt như thế này. Lớp thứ nhất, lớp thứ hai và lớp thứ ba. Trong đó lớp thứ 3 sẽ là lớp electron ngoài cùng. Và nó có bao nhiêu electron ạ? Chúng ta nhìn vào cấu hình electron nguyên tử, ta sẽ thấy có 1 này. Có 2 với cả 5. Như vậy là tổng sẽ có 7 electron ở lớp ngoài cùng. Và nếu như nó có 7 electron ở lớp ngoài cùng thì sẽ góp mấy nhỉ? Có phải góp 7 không? Đương nhiên là không. Chúng ta phải nhớ là số electron mang ra góp sẽ bằng 8 trừ đi số electron ở lớp ngoài cùng. Vậy ta sẽ còn lấy 8 trừ đi 7, như vậy là còn 1. Vậy thì clo cũng chỉ tham gia góp 1 electron thôi, chứ không phải là góp 7 đâu, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử xem xét nhá. Sơ đồ, hydro có 1 electron này, clo có 7 electron ở lớp ngoài cùng, cô ký hiệu với 7 chấm tròn. Và chúng ta đã biết là số lượng electron góp chung. Vậy ta sẽ bắt đầu viết hydro và clo. Hydro chỉ góp 1, đương nhiên ạ. Clo chỉ góp 1 thôi. Như vậy nó sẽ chỉ đưa ra 1 electron để góp chung. Còn lại 6 electron thì nó sẽ giữ lại cho bản thân. Vậy ta sẽ có là clo vẫn còn 6 electron ở phía trong. Đây, lại đó. Vậy bây giờ chúng ta hãy thử xem xét là sau khi góp chung thì xung quanh các nguyên tử này đã có đủ số electron để đảm bảo bền vững hay chưa nhá. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào hydro. Xung quanh hydro lúc này sẽ chỉ có 2 electron. Và đối với hydro thì có 2 electron có nghĩa là bền vững. Và khi đó ta lại nhìn sang clo. Clo lúc này xung quanh nó, và nhìn ạ, xung quanh nó sẽ có tất cả là 8 electron. Đây ạ, có 2, 4, 6 electron ở trong nhà này. Ngoài ra còn có 2 electron ở phía chỗ chung nữa. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là xung quanh clo sẽ có 8 electron. Và như thế đã là bền vững rồi. Vậy ta sẽ được công thức này gọi là công thức electron của phân tử hydrochloro. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là thay cặp electron dùng chung này bằng một gạch thì ta sẽ được công thức cấu tạo. Vậy công thức cấu tạo sẽ là H gạch 1 gạch và Cl. Và liên kết này là liên kết đơn, đúng không ạ? Liên kết đơn từ nãy chúng ta đã học rồi. Vậy thì qua 3 ví dụ, cô đã hướng dẫn các em viết sự hình thành liên kết cộng hóa trị thì chúng ta đưa đến một vài những kết luận sau đây để các em lưu ý nhé. Thứ nhất này, thế nào gọi là liên kết cộng hóa trị? Trước khi đi vào khái niệm này thì cô lại nhắc lại cho chúng ta là liên kết y âm có bản chất là lực hút tĩnh điện giữa cation và anion. Thì liên kết cộng hóa trị không phải như vậy, mà nó là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung, đúng không ạ? Như vậy, nói một cách khác là liên kết cộng hóa trị thì chúng ta phải nghĩ ngay đến việc đó là các cặp electron dùng chung nằm ở khoảng không gian ở giữa, đúng không ạ? Liên kết ion là sự hút tĩnh điện của các ion dương và ion âm. Còn liên kết cộng hóa trị thì là liên quan đến cặp electron dùng chung của hai nguyên tử phi kim, đúng không ạ?
Và chúng ta từ nãy đến giờ khi mà viết sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong các phân tử ấy, thì chúng ta thấy có hai loại liên kết cộng hóa trị. Loại thứ nhất đó chính là liên kết cộng hóa trị không cực, hay còn gọi là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Liên kết cộng hóa trị không cực này ấy, thì nó là cái phân loại đối với trường hợp liên kết cộng hóa trị của các nguyên tử giống nhau. Ví dụ hydro với hydro, nitơ với nitơ, các bạn sẽ thấy là các cặp electron dùng chung sẽ nằm ở giữa không gian giữa của cả hai nguyên tử và không bị lệch về bất cứ một bên nào. Vì sao ạ? Bởi vì hai nguyên tử này giống nhau, độ âm điện của chúng cũng giống nhau, cho nên khả năng hút electron của chúng cũng giống nhau, và vì thế cái cặp electron dùng chung nó sẽ nằm ở giữa, và người ta nói rằng đấy chính là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Ngược lại, chúng ta có một loại khác, đó là liên kết cộng hóa trị có cực, hay còn gọi là liên kết cộng hóa trị phân cực, là cái phân loại dành cho liên kết cộng hóa trị giống như ở trong phân tử hydrochlorua. Ở đây chúng ta sẽ thấy là hydro và clo là hai nguyên tử khác nhau, khác loại nhau. Hydro sẽ có một độ âm điện khác và clo có độ âm điện khác. Trong trường hợp này, clo là nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. Chúng ta nhớ lại này, độ âm điện đặc trưng cho khả năng của nguyên tử hút electron trong khi hình thành liên kết hóa học. Chính vì thế nếu clo có độ âm điện lớn hơn, nó sẽ hút electron mạnh hơn và cặp electron dùng chung này sẽ bị lệch về phía clo, chứ không phải lệch về hydro, lệch về phía clo, và dẫn đến cái liên kết đó người ta gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hoặc là phân cực. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có hai loại liên kết cộng hóa trị nhé, không cực và có cực. Đó, thì thường những cái trường hợp mà hai nguyên tử giống nhau thì đương nhiên sẽ là liên kết cộng hóa trị không cực. Còn sẽ có những cái phân tử mà cái độ âm điện giữa hai nguyên tử ấy chênh lệch rất là lớn thì nó sẽ là cộng hóa trị có cực. Còn nếu mà cái độ âm điện giữa hai nguyên tử đấy chênh lệch nhưng mà chênh lệch ít thôi thì có thể nó sẽ vẫn rơi vào trường hợp là liên kết cộng hóa trị không cực. Được chưa? Để cụ thể hơn thì bây giờ cô sẽ sang cái mục 2 La Mã, đó chính là độ âm điện và liên kết hóa học, để các em có một cái phương án định lượng rõ hơn cho cái trường hợp là thế nào liên kết cộng hóa trị không cực, thế nào là có cực và thế nào liên kết ion. Thế thì một cách tương đối ta sẽ xác định như sau ạ. Hiệu độ âm điện nếu nằm khoảng từ 0 cho đến 0,4, nhỏ hơn 0,4, thì ta kết luận đó là liên kết cộng hóa trị không cực. Hiệu độ âm điện tức là chúng ta lấy độ âm điện của hai nguyên tử trừ cho nhau, lấy giá trị tuyệt đối, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ lấy độ âm điện lớn trừ độ âm điện nhỏ, đúng không? Thì nếu nằm trong khoảng từ 0 cho đến nhỏ hơn 0,4 là liên kết cộng hóa trị không cực. Còn nếu bắt đầu từ 0,4 cho đến nhỏ hơn 1,7 thì ta gọi là liên kết cộng hóa trị có cực. Và nếu lớn hơn hoặc bằng 1,7 thì loại liên kết đó sẽ rơi vào trường hợp của liên kết ion. Có nghĩa là sự chênh lệch độ âm điện rất là lớn, có nghĩa là giống như một nguyên tử kim loại và một nguyên tử phi kim, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải biết sự hình thành liên kết ion chứ không phải biết sự hình thành liên kết cộng hóa trị. Tất nhiên ở đây cô đã nói từ đầu đó là một cách tương đối, có nghĩa là ở đây nếu chúng ta xác định hay nói khác là dự đoán thì chúng ta có thể đưa ra dự đoán rằng đấy là liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết ion. Còn bằng thực nghiệm người ta sẽ xác định được một cách chính xác, bằng nhiều những phương pháp thực nghiệm khác, người ta sẽ xác định xem chính xác đó có phải là liên kết ion hay không, đó có phải là liên kết cộng hóa trị hay không. Đó, thì cái phần đó sẽ liên quan đến thực nghiệm. Còn ở cái phạm vi của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ xác định một cách tương đối, hay nói cách khác là dự đoán cái liên kết đó là cộng hóa trị không cực, có cực hay là liên kết ion. Được chưa? Và như vậy là các em đã nắm được toàn bộ những kiến thức liên quan đến phần liên kết cộng hóa trị. Cô mong rằng là với những kiến thức mà cô cung cấp thì các em hoàn toàn có thể tự tin, có thể viết được sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong các cái phân tử giữa các nguyên tử phi kim.
và mong là các em sẽ cố gắng làm các bài tập tự luyện thêm ở phía bên dưới để củng cố các kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau.